Mai phi hành một chút xíu cho nó thơm ha. À, bây giờ thì Mai nấu cho nó mềm sườn thôi. Tại vì Mai muốn cái sườn này nó hơi có vị thấm đó, cô chú nhỉ, nên Mai không có muốn là đẩy không vô. Con chọn bạn cô chú. Thấy không, nó nói không được luôn, cô chú anh chị. Xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Đây là khung cảnh buổi sáng ở trên phòng Mai nhìn xuống ra sau vườn nè. Đẹp không? Bây giờ hoa nở rồi ha. Ở phía xa xa đó là Mai có một bụi hoa màu hồng, màu vàng rất là đẹp ha. Và ngay đây là một cái bụi hoa một cây hoa màu trắng. Đó. Cái deck này thì Mai cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi. Chuẩn bị sẵn sàng để cho một vụ mùa hoa mới. Sáng sớm ra là nó ngọng rồi. Thì hôm nay Mai sẽ cho mọi người xem cái áo Mai mặc ha. Đây à, không phải là Mai khoe quần áo gì đâu cô chú anh chị, tại quần áo không có khoe, nhưng mà Mai muốn cho mọi người thấy là cái đồ giảm giá bên Mỹ này nó giảm nhiều như thế nào á ha. Tại vì nếu mà ai sống ở Mỹ thì cũng biết á là Marshall là cửa hàng bán đồ giảm giá thì có gì đâu khoe, nên nhiều cô chú anh chị nói Mai khoe không phải đâu. Thì đây, cái áo này á là rất là hiệu Vinci của chú anh chị. Hiệu này là một trong những cái hiệu khá mắc ở bên này ha. Và thậm chí là những cái quần áo cái hiệu này mà nếu mà chưa giảm giá đó, Mai mua là Mai còn phải đắn đo đó chứ không phải là không đâu. Cái áo này có giá là 345 đô Mỹ ha. 345 mà khi mà Mai vào trong Marshall Mai mua đó thì cái giá của nó chỉ có 79,99 đô là 80 đô thôi. Thì còn khoảng 8 x 3 là 24, 8 x 4 32, giảm khoảng 70-80% luôn cô chú anh chị ha. Giảm rất là nhiều. Do đó thì cái hiệu này nè, hiệu Marshall, cái cửa hàng Marshall này nè. Đó, ở bên Mỹ là chuyên bán những cái hàng giảm giá ha. Nếu mà ai ở bên Mỹ á, thì chắc là biết. Thì Mai thì rất là thích cái này luôn. Đó, cái áo ngày hôm nay Mai mặc đây. Hơi phong cách đứng tuổi một chút xíu. Hôm nay thì Mai không có trẻ trung nữa, mà Mai trở về với tuổi thật của mình ha. Đó. Thì Mai cài thêm một cái brush của Chanel. Áo này thật ra thì nó như vậy nè. Đó, Mai thả xuống cho mọi người xem. Nó rộng ha. Mọi người có thể mặc như vậy, mặc chung với quần bó cũng được, giống như Mai nè. Còn nếu mà không thì giống như lúc nãy là Mai nhét vô đây, nhét cái phía trước vô. Đó, nó thành như vậy. Thì ai muốn mặc sao thì mặc. Này thì đúng tuổi của mình ha. Hơi dừ chút xíu, nhưng mà dừ thì nó đúng, còn trẻ quá thì nó không đúng. Hôm nay xíu muội bệnh nên thành ra là Mai sẽ nấu cháo cho xíu muội ăn. Mai sẽ kiếm cái gì ta, thịt bò, hoặc là Mai sẽ nấu cháo sườn để Mai suy nghĩ coi. A few minutes later. Đây, Mai lấy vị sườn này ra, Mai nấu cháo sườn cho xíu muội. Mai sẽ nấu cháo trắng bằng cái nồi áp suất này, 20 phút thôi. Đây, bạn xíu muội bạn đòi ăn mì chứ bạn không chịu ăn phở của chính chị, nên Mai bỏ thêm miếng, ngồi xuống ăn đi con, miếng thịt bò vô cho bạn ăn. Không sao, coi coi. Ấm ấm mà. It's ok, không sao. Ăn đi. Con muốn nước cam không? Không. Không, dạ không. Dạ. Ừ. Uống hết chocolate không? Ừ? Không luôn hả? Ok. Nước chanh nào? Chanh mà chanh hồng hồng giống như ba pha hôm qua hay là chanh mẹ tự pha? Chanh mẹ ba pha hả? Chanh màu hồng đúng không? À. Ok. Nó sẽ uống nước chanh cho chứ anh chị. Nó kệ nó, nước chanh cũng được. Nước chanh thì tăng sức đề kháng. Đây, Mai rửa miếng nho để đây, ai ăn thì ăn. À, Mai cũng nấu miếng cà rốt với lại hành tây cho ông xã Mai. Ông xã Mai mới đi Tanner Brothers mua đồ về của chú anh chị ha. Mua nho nè, nhìn ngon không? Nhìn nho chín mọng, trời ơi, hai bịch luôn. Quá trời ngon. Mua trứng với lại mua tomato pie, rồi mua xúc xích cho ông xã Mai. Mai thì để vô đây nấu luôn. Ông xã Mai đang nướng lại cái bánh này nè. Đây, chuối chín quá, Mai cũng quyết định làm thêm một cái
mẻ kem chuối nữa. Tại vì ngày mai Mai cũng có hẹn đi qua nhà chơi đà chơi á. Ngày mai Mai sẽ quay nhà chơi đà cho mọi người cùng xem. Tại vì có nhiều cô chú anh chị cũng hỏi Mai á là sao không có quay nhà chơi đà. Thì đó, Mai sẽ làm một cái mẻ kem chuối này để Mai chia với mấy bạn ha. Ba đứa thì tại vì tụi nó cũng thích ăn giống Mai thì Mai sẽ chia ra. Cái này cũng nhiều lắm nha cô chú anh chị, cắt ra thành 3 phần cũng hơi bị nhiều á. Ăn cũng đủ rồi, ba nhà chắc đủ. Đây nồi cháo lúc nãy Mai nấu trong nồi áp suất á thì được rồi đây. À, được cái cháo nấu trong nồi áp suất, cô chú anh chị nhìn thấy không? Nó nở rất là ngon luôn, hạt gạo còn nguyên luôn ha. Nở rất là ngon. Quá trời ngon luôn. Nở mà còn nguyên hạt gạo như vậy. Giờ cái sườn này thì nó cũng tan rồi, Mai bắt đầu Mai cũng nấu cháo sườn cho xí muội đây. Đây cái sườn này thì Mai đã rửa sạch rồi, Mai chặt nhỏ ra cô chú chị ha. Mai bỏ vô trong miếng gừng, Mai đem đi luộc cho nó thơm. Bỏ miếng muối vô chứ. Đây bắt đầu sôi ra bọt rồi. Chút xíu nữa Mai nấu khoảng 5 phút rồi Mai đổ ra cho nó bọt nó ra, xong Mai rửa sạch Mai bỏ vô Mai hầm cháo. Bây giờ Mai sẽ rửa cái sườn này sạch một lần nữa. Đây Mai rửa sạch thịt rồi nè, trắng chẻo thơm tho rồi đó. Mai thì Mai sẽ thích cái sườn của Mai khi mà nấu canh á, nó sẽ có một chút vị nên thành ra Mai sẽ xào nó trước cho nó thấm rồi Mai mới thả vô mày nấu canh. À Mai nấu cháo, không có nấu canh. Mai phi hành một chút xíu cho nó thơm ha. Thơm lên Mai để. Mày để miếng nước mắm vô, mày phải đậy nắp lại cho nó khỏi bớt cái hôi đi. Ui, bây giờ mày sẽ để cái sườn rim nè. À, bây giờ thì mày nấu cho nó mềm sườn thôi. Tại vì mày muốn cái sườn này nó hơi có vị thấm cô chú chị nên Mai không có muốn là để không vô. Nhiều chuyện ha, mỗi người mỗi ý, Mai cũng không biết nữa. Thì cái Mai nấu kiểu của gia đình Mai vậy thôi. Mai để vô nồi áp suất Mai nấu tiếp 20 phút nữa. Đây cái máy giặt này, sáng là Mai giặt đồ rồi ha. Bây giờ Mai chuẩn bị giặt mẻ thứ hai. Tại vì đồ trắng với đồ đen là Mai để ra riêng. Bên Mỹ này thì mình giặt tới đâu mình sấy chứ mình không có phơi. Cháo nấu được rồi thì Mai để đó ha. Còn cái này nè cô chú anh chị, bữa hôm Mai order ở trên Amazon á. Đố mọi người biết cái này là cái gì? À, cái này chính là cái nệm của cái xích đu ở ngoài á. Thì bây giờ mùa xuân đến rồi, trời có vẻ cũng ấm hơn nên Mai sẽ đem cái này ra. Mai đem để lên cái xích đu để mình ngồi ngoài trời cho nó ấm. Vào ra tới đây Mai thấy người ta mới giao đồ, Chi Crew mới giao đồ. Bữa Mai order đồ á trên Chi Crew Mai thấy nó giảm giá ha. Ui, nên Mai order. Đây cái xích đu trước cửa nhà Mai nè. Chắc cô chú anh chị nào coi video của Mai nhiều cũng thấy cái xích đu này nhiều lần rồi ha. Thì Mai rất là thích hay ngồi đây. Cây này sắp nở bông rồi, bữa nào nở bông Mai quay cho mọi người xem ha. Hay ngồi đây nè, mùa đông thì Mai chùm lại như vậy, mùa hè thì Mai dỡ ra. Để Mai dỡ ra cho mùa hè.
vậy là Mai đã có cái xích đu sẵn sàng cho mùa xuân hè rồi. Đó, mùa hè thì Mai thích ngồi đây đó, mùa xuân với mùa hè đó. Mai là ngồi đây suốt ngày luôn đó, ngồi đi mát mẻ, ngắm đường, ngắm xá, ngắm hoa. Mọi người mà coi video của Mai nhiều thì có nhiều video mà có nhiều lúc mà Mai chưa có biết quay á, thì Mai ngồi đây Mai quay nè, xong cái Mai đu đưa qua lại, cái mọi người nói là ui chóng mặt quá, đó là Mai rút kinh nghiệm, thế là Mai không muốn ngồi đây để quay video nữa. Nhưng mà thật ra cái xích đu này á, chú anh chị, nó là một cái chỗ ngồi rất là lý tưởng, ví dụ như buổi sáng ngồi đây uống cà phê ha, ngắm đường, ngắm xá, rồi coi điện thoại. Bà nội cũng thích ngồi đây nữa, thỉnh thoảng là nếu mà Mai không có ngồi, bà nội không ngồi thì Mai ngồi. Còn cái này thì Mai để đây, hồi xưa thì Mai chưa có cái này, để Mai chùm lại thì nó bị dơ, bây giờ Mai có rồi thì bây giờ mỗi buổi tối Mai sẽ chùm lại ha. Còn bình thường Mai ra Mai ngồi thì Mai lại gỡ ra, đó, nó đơn giản vậy thôi. Mai lôi cái này đây. Đây là cái đồ Mai order ở trong SheCrew nè cô chú chị. Mà sao mà giao hàng gì mà rách bịch rách sẵn thì luôn, lần sau ta Mai không hiểu luôn nha. Rách mà còn không có cái hóa đơn gì luôn á. Ô kỳ dữ vậy trời. Thật sự là kỳ cục luôn á. Mai order 4 cái đầm ha, 200 mấy chục đô, chứ đâu có phải order mấy đồng đâu mà giao hàng kỳ cục quá. Ngày mai dở ra cho các cô chú anh chị xem Mai order cái gì đây. Mấy cái đầm mùa hè, mùa xuân với mùa hè đó. Nè, mấy cái đầm KT dạng xuông xuông vậy nè cô chú anh chị đó. Mai thì rất thích mặc những cái đầm xuông xuông mà KT, mà đặc biệt là màu trắng nữa thì Mai rất là thích ha, màu trắng với màu hồng. Mai là chú thích màu trắng với màu hồng. Đây là màu hồng ha, cũng giống vậy thôi nhưng mà nó màu hồng. Đây cái chính chị, màu hồng. Dễ thương ha. Không có hóa đơn cũng không biết nhiêu nữa, nhưng mà cái này hình như là mấy chục đồng á, 5, 6, 7, 8 gì mà quên rồi. Và một cái đầm hoa này nữa. Coi đầm hoa này nó ra làm sao. Giao hàng gì mà nhìn thôi nhìn thất vọng dữ trời. Cái đầm này giống như đầm maxi vậy đó. Sao nó tối tối vậy ta. Mình chắc bây giờ Mai thay cho mọi người xem coi sao nhìn được không. Này chắc dễ thương nè. Và một cái đầm nữa là đầm của xíu muội. Giờ xíu muội với lại Ngân á, order cái gì á cũng phải hỏi ý kiến tụi nó nha. Tụi nó thích thì nó chịu thì mình mới order được cô chú chị, chứ mà nó không chịu á là mình order nó cũng không có thích đâu. Dễ thương nha, cái này cũng xinh nè. Để Mai cho xíu muội mặc thử coi. Đây Mai đem đồ vô đây, kêu xíu muội qua đây nó thử. Anh xíu muội đứng dậy mày coi coi, xinh quá. À, vừa rồi ha, giống công chúa quá. Thích không con? Dạ thích. Con chào ông bà cô chú cho nghe cái giọng ồ ồ của con coi. Con chào ông bà cô chú. Thấy không, nó nói không được luôn. Cô nhớ anh chị, tội nghiệp ông ha, khang tiếng rồi đó. À, đầm mới của xíu muội đó, xinh gái giống công chúa quá. Anh xíu muội đây mày gỡ ra cho, con muốn mày gỡ ra không? Ừ. Rồi con gỡ ra đi, đem lên phòng hả? Ok. Đây, đây là cái đầm mà của Mai, là đầm hoa mà Mai mới mua về nè. Mai thử luôn cho cô chú anh chị xem ha. Cũng nhẹ nhàng dịu dàng ha. Trời ơi nó dướng quá. Đó cả nhà thấy được không cả nhà? Đây còn đây là đầm màu hồng. Just come today. Ông xã mày vô ngó. Real beautiful. Is it okay? Yeah, I like it. Do you like it? Yeah. Đẹp không cả nhà? Đây, đây là cái màu trắng đây. Mai
Mai thì thích mấy cái đầm ngắn ngắn mà rộng rộng như vậy nè. Thật ra thì Mai tiết lộ với cả nhà là những cái đầm ngắn này nè, cái đầm hoa thì của người lớn ha, còn cái đầm ngắn này với cái đầm hồng là thật ra thì Mai mua size của con nít á, cô chú anh chị. Size này là size 16 tuổi ha, mà Mai vẫn mặc vừa. Thường size con nít á thì nó rẻ hơn, giày dép hay là quần áo hay cái gì cũng vậy hết á, nó rẻ hơn mà nó cũng dễ thương nữa, nó hợp với mình thì mình mua thôi chứ đâu có sao đâu. Mấy cái mà rộng thùng thình như vậy thì con nít người lớn gì mà cũng được. Mai không nhớ là Mai mua cái này là mấy chục đô nữa, nhưng mà Mai thấy là cái Chi Crew, cái nhãn hiệu này nè. Này, cái nhãn hiệu này nè của chính chị, đồ họ bán rất là được ha. Mai thì Mai khi mà Mai rời vô chất liệu của cái đầm hoa này nè, Mai rất là ưng. Tại vì nó kate mà nó nhẹ mà nó không có nhăn, mà họ may rất là đẹp luôn. Cái này Mai rất là ưng, rất là ưng luôn á. 200 mấy chục đô hết nguyên một cái đống hàng này thì Mai nghĩ là 7 4 7 4 28, thì một cái đầm cũng khoảng 70 đồng hay gì đó ha, thì Mai thấy nó cũng ok. 60-70 đồng, cái này là giảm rồi nha cô chú chị, chứ không phải là nguyên giá của cái Chi Crew này. Nó cũng mắc nha chứ nó không có rẻ đâu, nhưng mà cái này là Mai mua giảm giá. Mai cứ thấy trên mạng á mà giảm 50%, giảm 70% mà ngó cái gì được ưng thì mình mua về thôi, tranh thủ những cái lúc giảm giá. Tại bên Mỹ này giảm giá nhiều lắm, nên thành ra là mình không có việc gì mình phải mua hàng nguyên giá, trừ trường hợp mà mình cực kỳ thích ha, mà cái hàng đó là sẽ không có giảm giá bao giờ hết thì mình mới mua hàng nguyên giá thôi, chứ còn lại thì Mai đều mua hàng giảm giá hết á. Mai ít khi nào mà mua hàng nguyên giá lắm. Mấy cái này rất là dễ thương luôn, rất là ưng. 4 cái đầm 1 2 3 với một cái đầm của xíu muội nữa, đầm nào Mai cũng thấy đẹp hết á. Nói chung là những cái chất liệu kate là mùa hè mặc xinh xắn. Mai thì thích có một cái tay nhỏ nhỏ như thế này á, thì nó thấy mình cũng như mình lớn tuổi ra, mình mặc nó dây dợ quá, hở hang quá cũng không thích. Mấy cái hở này thì Mai có thể Mai khoác một cái áo khoác ngắn cũng được, hoặc là thỉnh thoảng thì mình cũng mặc hở cũng được, nhưng mà nhiều quá thì không thích ha. Đó, thì lâu lâu thì mua cái gì về cũng chia sẻ cho cô chú anh chị cùng xem cho nó vui vui vậy thôi. Đây, nồi cháo sườn của Mai xong rồi cô chú anh chị. Vậy là xíu muội đã có một cái nồi cháo sườn rất là ngon để ăn, để đỡ bệnh ha. Đó, rất là thơm luôn. Nấu đơn giản, Mai thì nấu theo kiểu của Mai, thì Mai thấy như vậy là ngon rồi. Sườn thì bây giờ nó đã rục rồi, hồi qua nồi áp suất thì không thể nào mà không rục được hết á. Thì chút xíu nữa đi Mai sẽ, người lớn mình ăn á thì Mai sẽ để hành ngòi vô ha. Còn xíu muội ăn thì Mai chỉ để vậy thôi, là xíu muội ăn được rồi. Muội thì đang ngồi coi phim. Xíu muội ơi, có ăn cháo không? Có ăn cháo không? Bây giờ không? Ok. Đó, bạn đó chắc đói bụng rồi, thôi để Mai lấy cháo cho xíu muội ăn. Khổ, tội nghiệp ha. Mấy đứa này thì nó thích ăn nạc chứ nó không thích ăn mỡ của chú anh chị, nên thành ra là Mai sẽ kiếm mấy cái cục sườn mà nạc nạc để đưa cho nó ăn. Mấy chị này cũng giống mình hồi xưa vậy thôi. Rồi, đây Mai bỏ miếng tiêu vô cho xíu muội à. Rồi con ăn đi. Nóng nha, con cẩn thận nha. Ăn cháo trước, thổi. Ăn xong đi mẹ cho uống thuốc ha. Chảy kìa. Nóng không? Được không? Hết hả? Ừ đúng rồi, ăn bên vén hai chùm vòng xung quanh cái tô nó không sẽ không nóng. Đúng rồi, bét xung quanh vậy đó. Cháu ăn được không muội? Dạ ok. Dễ ăn đúng không? Bệnh gì ăn cháo để đỡ đau họng đúng không? Ừ đúng rồi. Nó đau họng cái chứng chị tội nghiệp lắm, nên thành ra là nấu cháo này cho nó húp. Cho xíu muội nó húp. Đó, xíu muội ăn gần hết rồi. A few minutes later. Đây, cuối cùng thì xíu muội cũng đã hoàn thành tô cháo rồi. À, nhờ sáng giờ ở nhà rồi uống thuốc rồi nghỉ ngơi ăn cháo mà xíu muội cũng đỡ bệnh của chú chị. Xíu muội nó nói là nó đỡ hơn rất là nhiều luôn. Hồi sáng á là
nó bị đau họng nè, không có thở được ha, cái mũi nó bị nghẹt á. Bây giờ thì đỡ rồi, cũng mừng ha. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem video này của Mai. Mai xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.